Nếu sở hữu tướng bàn chân này, cuộc sống sung sướng, luôn có quý nhân che chở, giàu sang phú quý, tiền tiêu ba đời không hết. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, bàn chân không chỉ là một bộ phận có tác dụng nâng đỡ cơ thể, mà trong tiếng Pháp, bàn chân được gọi là hạ đình. Bàn chân cũng mang những nét cơ bản để cung cấp thông tin, quan sát hình dáng, tướng mạo, dáng đi đứng của đôi chân mà người ta có thể đoán biết phần nào về tính cách, vận thế của một con người. Bàn chân mỗi người lại có hình dạng riêng biệt, không ai giống ai. Đôi khi nhìn bề ngoài có thể có nét tương đồng, nhưng thực tế không có hai người hoàn toàn giống nhau. Theo các chuyên gia tướng số có nói, nếu bạn sở hữu những tướng bàn chân sau đây thì cuộc sống của bạn chỉ có sung sướng, giàu sang phú quý, luôn có quý nhân che chở. Vậy tướng bàn chân như thế nào mới thể hiện vận mệnh giàu sang, phú quý? Không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Người có bàn chân mỏng, ít thịt, thậm chí là nhìn trơ xương thường phải lao động vất vả, làm những việc nặng nhọc mà còn không đủ ăn, đủ tiêu. Cuộc đời người này được cho là nhiều sóng gió, khó được hưởng an nhàn, sung sướng kể cả khi về già. Trái lại, nếu bạn có bàn chân dày dặn, tròn đầy thì cuộc sống nhiều phúc lộc, lúc nào cũng rủng rỉnh tiền tiêu. Lòng bàn chân lõm sâu vào. Những người có bàn chân khuyết lõm sâu như chiếc thuyền úp hoặc mặt trăng lưỡi liềm nằm giữa thường là người đều hưởng cả tài lẫn phúc. Họ là những người thành đạt, có quyền cao chức trọng hoặc có địa vị xã hội. Ngược lại, nếu lòng bàn chân phẳng như ván thì người đó có tướng nghèo hèn, làm bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu, cả đời không thể không khá lên được. Lòng bàn chân có nốt ruồi. Theo nhân tướng học, nốt ruồi ở bàn chân có nhiều ý nghĩa quan trọng. Tất nhiên các nốt ruồi này cũng được cần phân theo nốt ruồi tốt, nốt ruồi xấu, giống như khi xem tướng hoặc các bộ phận khác. Cụ thể, nốt ruồi ở lòng bàn chân thường được coi là nốt ruồi may mắn. Đặc biệt, phải kể đến tướng bàn chân của người lãnh đạo, thành công khi có một nốt ruồi hoặc 7 nốt ruồi ở vị trí này. Đây là tướng bàn chân của người gặp nhiều may mắn, tài vận hay công danh sự nghiệp đều hanh thông. Sẽ không bất ngờ khi chủ nhân của tướng chân này được những thành công lớn khiến người khác phải ngưỡng mộ. Xem tướng qua bàn chân. Theo cách xem bói qua bàn chân, người có lòng bàn chân mềm mịn, nhiều đường vân thường là người có tướng phú quý. Họ là những người siêng năng, chăm chỉ, có năng lực và trong công việc, họ sẽ luôn nỗ lực hết mình để đạt mục tiêu đã đề ra. Ngược lại, nếu lòng bàn chân thô cứng, không có đường vân, thì những người này có tướng hạ tiện, bần cùng, cuộc sống rất vất vả. Còn nếu bạn có lòng bàn chân có một số đường vân phú quý sau đây, thì xin chúc mừng bạn. Thứ nhất, gang bàn chân xuất hiện vân rùa. Nếu bạn sở hữu gang bàn chân có vân rùa thì bạn là người có năng lực nhưng số phận lại lênh đênh. Thường là những người phải đứng ra gánh vác các trọng trách, đôi khi còn phải đứng mũi chịu sào. Vân có hình chim thì thường được giao cho giữ chức vụ quan trọng. Thứ hai, gang bàn chân có vân như thêu gấm. Gang bàn chân có vân như thêu gấm thì bạn là người có rất nhiều lộc. Những người này vận may rất tốt. Vào thời khắc khó khăn, luôn có quý nhân xuất hiện giúp đỡ, vượt qua tình trạng hiện tại. Thứ ba, gang bàn chân có đường vân hình cây. Gang bàn chân có đường vân hình cây cho thấy gia đình của bạn sau này có nhiều gia tài, cuộc sống sung túc, giàu có. Về già, cuộc sống an nhàn, hạnh phúc bên con cháu. Thứ tư, gang bàn chân có đường vân hình chiếc kéo. Nếu gang bàn chân có đường vân hình chiếc kéo thì báo hiệu của cải vật chất nhiều. Đây thường là những người giỏi làm ăn, đầu óc kinh doanh linh hoạt, giao tiếp tốt và có nhiều mối quan hệ trong xã hội và người có chức vụ và uy tín cao. Thứ năm, gang bàn chân hình xoắn ốc. Nếu bạn sở hữu gang bàn chân xoắn ốc thì bạn thích hợp với các công việc liên quan tới truyền hình, điện ảnh và nếu họ hoạt động trong các lĩnh vực này thì sẽ thành công hơn so với người khác. Thứ sáu,
gà bàn chân hình chân gà. Nếu bạn sở hữu gà bàn chân hình chân gà thì bạn thực sự là một người thông minh, nhanh nhạy, trình độ học vấn cao nên gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Ngón chân cái dài hơn các ngón còn lại. Nếu ngón chân cái dài hơn các ngón còn lại hoặc có dáng chân như người Ai Cập, tức 5 ngón chân từ ngón cái tới ngón út xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, tạo thành một đường thẳng, thì xin chúc mừng bạn vì bạn có số phú quý, giàu sang. Thông thường, người có bàn chân kiểu này thường có đầu óc sáng tạo, nhanh trí, đầu óc luôn tràn ngập những ý tưởng mới mẻ. Trong mọi tình huống, họ luôn giữ thái độ bình tĩnh, tìm ra hướng giải quyết vẹn toàn nhất, biến nguy thành an. Ngoài ra, họ là những người có thể giữ được bí mật, nhiều người tin tưởng, tín nhiệm. Bên cạnh đó, ngón chân cái là đại diện cho sức mạnh tài chính, nên nếu ngón chân cái dày dặn, tròn trịa, nhiều thịt thì chứng tỏ không sớm thì muộn, bạn cũng sẽ có cuộc sống giàu sang, sung túc. Không chỉ vậy, bạn có thể còn được thừa kế sản nghiệp của tổ tiên để lại, tiền bạc không phải lo nghĩ nhưng cũng phải đối mặt với nhiều áp lực. Ngược lại, nếu ngón chân cái ngắn như dùi đục thì cuộc đời sẽ vô cùng khắc khổ. Ngón chân cái, ngón thứ hai và thứ ba bằng nhau. Độ dài của ba ngón chân đầu tiên của bàn chân bằng nhau được gọi là kiểu chân La Mã. Người có kiểu chân này là tính tình hài hòa, hướng ngoại, sẽ được mọi người yêu mến. Ngoài ra, người này có tính cách độc lập, tự tin vào bản thân, ghét phụ thuộc vào người khác, nên lúc nào cũng cố gắng để tìm kiếm con đường phát triển của riêng mình. Bên cạnh đó, người này còn có số khởi nghiệp sớm. Ban đầu gặp không ít trở ngại, nhưng cuối cùng thành công rực rỡ, hưởng cuộc sống vinh hoa, phú quý. Gót chân tròn đầy, hồng nhuận. Người có gót chân tròn đầy, hồng nhuận thường là người có phúc và phúc của họ còn lan sang cả con cháu. Nếu nam giới sở hữu kiểu gót chân này, họ là người có năng lực, biết cách làm ăn, mua bán, con đường sự nghiệp rộng mở. Nếu là phụ nữ, họ là người có số vượng phu, ích tử, lấy được chồng giàu sang, yêu thương hết mực. Bên cạnh đó, nếu gót chân nổi rõ đường vân, bạn là người có số cực vượng. Nam giới trong công việc luôn thuận lợi, suôn sẻ, nếu kinh doanh buôn bán sẽ phân lên nhanh chóng. Nếu là nữ giới, bạn sẽ là người mạnh mẽ, quyết đoán, không kém đàn ông, giỏi giang và thành đạt, được mọi người công nhận năng lực. Nếu gót chân có làn xoáy, đây là người có tham vọng lớn, họ có thể làm tất cả để đạt được mục tiêu của bản thân. Đây là những người rất đáng khâm phục, nhưng có một số nhỏ sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm do không từ thủ đoạn để đạt mục tiêu. Cách xem bói qua bàn chân cho biết, nếu gót chân có làn thớ thì đây là tướng của người hèn hạ, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, đàn đúm, không có chí hướng phấn đấu, cả đời nghèo khó. Gót chân bằng phẳng thì trí lực kém, không có ý chí vươn lên trong cuộc sống nên không thể khá lên được. Khe hở giữa các ngón chân lớn. Phụ nữ sở hữu bàn chân có kẽ các ngón lớn là tượng trưng của dưới có mặt chứa tiền, cả đời sẽ không phải lo lắng về tiền bạc. Những người phụ nữ này sinh ra đã có phúc, không chỉ có điều kiện gia đình tốt mà còn có hàng ngàn, hàng vạn quý nhân bên cạnh. Cho dù là đường tình duyên hay tài vận đều khiến người khác ngưỡng mộ. Họ có thể mang lại phú quý cho nhà chồng, mỗi năm một phú quý không những trẻ lâu mà tiền tài cũng tiêu không hết. Đặc điểm của móng chân. Nếu móng chân của bạn hiện rõ màu trắng sữa nhưng là trắng trong, không bị đục thì xin chúc mừng bạn có số giàu sang phú quý, vận mệnh rất tốt. Đặc biệt, nếu móng chân có sắc hồng hào và trong suốt thì số mệnh càng phú quý, cả đời không lo thiếu tiền tiêu xài. Tuy nhiên, nếu móng chân hiện rõ màu xám cho thấy vận mệnh của chủ nhân không được tốt, phải làm việc cơ cực, vất vả mà không thu về thành quả tốt. Nếu móng chân của bạn có hình tròn và trơn thì điều đó chứng tỏ bạn có tiền tài dồi dào, đồng thời cũng rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Nếu có thêm đặc điểm là móng chân dài, phần đầu móng hơi dốc về phía trước, bạn không cần phải tự mình kiếm sống mà ngay từ khi sinh ra đã được mọi người bao bọc, cứ gọi là sướng từ trong trứng. Quý vị thân mến, không chỉ có đôi bàn chân mà ngay cả sáng đi của một người cũng góp phần nói lên sự thành công trong cuộc sống của họ. Thực tế mà nói, đó là một trong số những yếu tố đánh giá dễ dàng và chuẩn xác nhất về vận mệnh của con người theo nhân tướng học. Tướng đi xuất phát từ bộ tướng sang hèn và thọ yểu, bởi khi đi lại, cả thân sẽ cử động, mọi cơ năng sẽ được phát ra. Dáng đi của người thành đạt là tư thế đứng ưỡn ngực, hóp bụng và mắt nhìn thẳng. Người quý phái khi đi không động, không lắc.
kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ cụ thể hơn ngay sau đây. Vừa đi vừa cúi đầu, cúi mặt về phía trước. Người có dáng đi lúc nào cũng chúi đầu về phía trước, mặt cúi gằm xuống, bước đi trong tư thế vội vàng, thường có tính cách nóng vội, bất cẩn và hay lo nghĩ nhiều. Nhưng vấn đề về tiền bạc, tài chính cần phải dùng thái độ bình tĩnh để xử lý, nôn nóng chỉ là mỏng việc. Điều đó lý giải tại sao người này tuy kiếm được không ít tiền của nhưng vì hấp tấp nên có thể trắng tay chỉ sau một thời gian ngắn. Đây là một trong những đặc điểm của tướng người không giữ được tiền của. Đi bộ trong thong thả, dùng ít lực. Dáng đi này có thể được miêu tả là cách đi chậm chạp, bước chân nhẹ, không dồn nhiều lực xuống đôi bàn chân. Người đi kiểu này cũng thường kèm theo ánh mắt của chủ nhân hay ngó nghiêng trái phải theo mỗi bước đi. Đôi khi họ nhìn hai bên một cách vô thức chứ không có gì đáng chú ý xung quanh. Loại người này là điển hình cho mẫu người ý chí kém cỏi. Họ thích sống đơn độc, dễ nhận thấy đây là những người không thích giao tiếp với bạn bè, hiệu suất làm việc thấp. Trái ngược với ý chí làm việc thấp, nhóm người này lại hơi xa rời thực tế và luôn mong muốn có được những địa vị cao. Tuy có tính hiếu kỳ, nhưng bản chất thiếu kiên nhẫn và sự bền bỉ khiến nhóm người này ít có cơ hội thành công. Có thói quen hay khoanh tay khi đi lại. Nếu bạn thường khoanh tay khi bước đi thì điều này cho thấy bạn là người dễ bị tổn thương. Đây là thói quen bạn nên cân nhắc thay đổi, đặc biệt nếu bạn là nữ. Bởi phụ nữ thường có xu hướng khoanh tay khi bước đi một mình hay đi ở khu vực xa lạ. Tuy nhiên, những kẻ tấn công thường chọn những đối phương yếu đuối có đặc điểm phòng vệ này, nên hãy cố gắng đừng khoanh tay khi bước đi, mà hãy đi thẳng với tốc độ nhanh khi mà bạn phải đi một mình. Dáng đi chữ bát. Dáng đi chữ bát nghĩa là khi đi hai gót chân hướng vào, đầu bàn chân hướng ra giống như chữ bát. Những người này khi đi hay dùng lực rất nhiều ở bàn chân, dáng vẻ vội vàng, nửa thân trên lắc lư trái phải nhẹ nhàng theo mỗi nhịp đi. Về mặt thẩm mỹ, dáng đi chữ bát là một dáng đi không đẹp. Họ không thay đổi, chứng tỏ tính cách cũng cố chấp, cố hữu. Họ là những người không dễ dàng thay đổi hành vi dù thiên hạ có thay đổi đến đâu. Theo thống kê, phần lớn những người có dáng đi này có trí tuệ khá thông minh, làm việc khoa học mà không ồn ào. Tuy nhiên, nhược điểm lại là họ chỉ thành công với những công việc liên quan đến giấy tờ, chứ không giỏi về các công việc đòi hỏi kỹ năng giao tiếp. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.